giới thiệu cho mọi người một con hàng ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ và dành cho những anh chị nào mà thích một con chó trong nhà luôn, để một con chó to luôn. Giá bằng giá chó con 6 triệu mà phả là bố mẹ nhập mọi người nhá. Bố nó là con rất nhập bỉ và mẹ nó là con Ocha hình như cũng nhập bỉ ấy. Nói chung là con mẹ là một trong những con chó cái nổi tiếng tại Việt Nam mọi người. Con này thì nó phải gọi là cực kỳ gấu và ham đồ. Mọi người thấy là cái tai này không phải tai lỗi mọi người nhá, mà nó cắn nhau thế là bị rách tai ấy. Thì là anh chú anh bảo là thế cắt cả hai đi nhìn cho nó cân. Nhìn cắt tai nhìn cực kỳ gấu luôn. Con này cái bộ khung gọng của nó rất to mọi người nhé, đầu nó rất là to ấy. Chưa phối lần nào. Con rách đầu nó cũng to. Anh chị nào mà ở quê mà muốn một con chó để làm cửa đực ấy. Nó ham đồ lắm. Cho rẻ, cho dây và chỉ cắn dây thôi. Như con này là em bán cho mọi người 6 triệu là em còn mất thêm một cái lồng sắt nữa. Và cái tiền cước nó con chó to rất là cao mọi người nhá. Hơn nữa là con này là phả bố mẹ nhập mọi người ạ. Siêu gấu luôn. Nếu mà ai thích chơi chó săn này mà không quan tâm đến cái tai là mới chơi này là ok. Chỉ có tai cắt đi như thế này nhìn con chó nó lại gấu ấy. Nhìn gấu không? Con này đầu nó rất là to. Cực kỳ luôn. Rất nhanh nhá, to nhưng mà lại nhanh. Vì nó là xa dòng bỉ mà. Quay sang bên nào của con. Không chờ tí. Đây để quay sang. Đây ngoài ra thì ngoài chó to thì bên em đang xuất rất là nhiều chó con mọi người nhá. Đây là đàn bố Lucky nhập bầu bỉ cho em này. Thì liên hệ vào một trong bốn số hotline của trại em thì bên em sẽ tư vấn ạ. Cảm ơn mọi người.